Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh và chào các hiền đệ. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình. Báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ luôn và ngay cho nó nóng. Rất quen thuộc, đó là gà đã lên chuồng rồi. Giới thiệu tới các sư phụ cùng các huynh đệ một chiếc đài của hãng Sony mà lại hoạt động tốt tất cả các chức năng. Có người thì nói là hoạt động full, nhưng mà mình thì chẳng biết full cái gì cả, nên là mình chỉ biết là chiếc đài này hoạt động tốt tất cả các chức năng. Thì chiếc đài này muốn cho nó hoạt động thì bao giờ cũng vậy, nó là đài điện thì phải cho nó ăn điện. Ăn điện thì có hai thể, một là cho ăn điện xoay chiều, hai là cho ăn điện một chiều. Cho ăn điện kiểu gì nó cũng rên rỉ lên. Và chức năng của nó thì có radio, băng cassette và đĩa CD. Đĩa CD chạy rất chi là tốt, mắt rất chi là khỏe nhá, mắt rất chi là khỏe. Đấy, không có kén đĩa. Phần băng cassette tua đi tua lại các kiểu con đà điểu, bao xe tạm dừng. Play thì phát thì chuẩn giọng. Phần radio băng sóng FM bao giờ cũng vậy, bao giờ cũng đạt ở cái tiêu chí trần văn nét và âm thanh của nó thì trong veo. Thế còn băng sóng AM thì đương nhiên rồi, 5 thì 10 họa mới có một con nét thôi. Con này thì nó AM thì nó cũng không được nét lắm. Thế nhưng con này nó kéo lại được một cái là nó rất mới. Nó rất mới nhá, đây. Nó rất mới này. Đấy, nó rất chi là mới. Nó mới đến cái mức, nó mới đến cái mức không tưởng. Này. Đúng rồi, lại xoay vào cái núm này để cạo râu này. Này. Đấy. Ê chị Lị này. Đấy, đang quay video lại có số điện thoại 7700. Bây giờ có 7701 thì cũng chịu, không thể dừng video được, mong đồng chí thông cảm cho nha. Đấy. Thi thoảng mới kiếm được một con đài Sony có model là CFD V77S. Nó mới là điểm thứ nhất, điểm thứ hai là nó hoạt động tốt tất cả các chức năng. Đấy. Thì chiếc đài này mình vẫn bán ở cái mức giá không đổi, đó là 650.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. 650.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Bây giờ mời các sư phụ cùng các huynh đệ chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của nó. Đây. Đấy, lưới này. Lưới này. Đà này đủ tiêu chí nhá. Đấy, nghe hay, bày đẹp và nhìn thì phê pha. Đấy. Đấy. Ở đây này, ở cái cạnh loa này này. Cái cạnh loa này nó có một tí đây này. Đấy, nó có một cái tí mà không biết là cái gì nó tác động vào đây. Đấy, nó lõm xuống. Mà cái lõm này thì không phải lõm của tạo hóa nhá. Lõm này chắc là do cái quá trình sử dụng nó va chạm vào cái gì nó lõm xuống. Đấy, con tí chỗ này này. Đấy, thế nhưng mà nhìn xa này là không thể biết được nhá. Đấy. Nhìn xa thì thấy mờ mà lại gần thì lại thấy là mờ êm nhá, mờ êm. Đấy. Radio thì cái băng sóng FM của chiếc đài Sony có model CFS77SC này, tần số của nó từ 88Hz lên đến 108MHz. Thế nên là đại đa số nhá, đại đa số là nó bắt được tất cả các đài. Đấy, trừ những cái đài mà người ta không phát thì nó không bắt được thôi. Còn những chiếc đài mà những cái nhà đài mà người ta phát sóng lên là nó bắt được hết nhá. Đấy. Bây giờ xoay bên trong. Bên trong của nó đây. Sony nhá. 4,5W 6 ôm. 4,5W thì nó nói thì cũng tương đối to rồi nhá. Đấy, đây. Loa thì nó cứ vàng óng như thế này. Loa nó cứ vàng óng như thế này. Đấy, loa nó cứ vàng óng như thế này. Đài này thì nó bản chất nó mới rồi. Bản chất nó mới rồi, thế nên là đài này không phải tắm rửa gì cả nhá. Đài này chỉ dùng cái máy nén khí xịt hơi cho nó, gọi là nó tí bụi nào thì nó bay ra thôi. Nhá, đây. Loa của nó như thế này. Đấy. 4,5W 6 ôm bên đây đây. Đấy, số CZ cuối của nó là 34111. Bên đây 34111 nhá. Số đầu là 1529. Bên đây 1529. Thế là gì? Thế là hai cái loa này còn nguyên bản. Còn nguyên bản nhá. Đã dùng kính lúp để soi rồi, để nội soi rồi. Đấy. Chân ốc thì thôi khỏi về bàn, vì chiếc đài này nó mới nên là chưa có hỏng gì, nên là tháo ra tháo vào khi là lần này là lần thứ bao nhiêu rồi thì mình cũng không có một cái thiết bị gì để kiểm tra là cái đài này tháo ra bao nhiêu lần rồi nhá. Đấy, thế nhưng mà đây, chân ốc này, một cái chân ốc, hai cái chân ốc,
ba cái chân ốc, bốn cái chân ốc, năm cái chân ốc. Đây này, chỗ này nữa này, sáu chân ốc, bảy chân ốc, tám cái chân ốc, không bị gãy một cái chân ốc nào cả, không bị gãy một cái chân ốc nào cả. Đấy, cái thằng cái khu vực này là cái thằng cu này là khu vực điều khiển nha, khu vực điều khiển phần đĩa CD. Bỏ nó ra đây, phải úp nó xuống, nhưng mà ngửa nó lên là nó bị xây trước nha. Đấy, nghề chơi nó rất công phu là ở cái chỗ đấy. Đấy. Bây giờ tiếp tục xoay vấn đề nội thất. Đây. Đây. Nó sạch đẹp như thế này. Sạch từ trong ra ngoài, sạch từ trên xuống dưới, sạch từ trái sang phải và sạch từ phải sang trái. Chân ốc này. À. Đấy, biến áp nguồn đây này. Biến áp nguồn này. Nguồn thì chỉ có mỗi một từ là nguồn rất mới và đương nhiên là nguồn zin này. Đương nhiên là nguồn zin này. Đấy, bên đang nguồn đấy. À, sạch chưa? Sạch đẹp chưa? Bên đây nữa này. Đấy. Bên đây, ở đây nhá, ở đây người ta thiết kế cái vách ngăn này này. Cái vách ngăn này tức là tạo một cái ô đây là giống như kiểu gọi là thành một cái thùng loa, để khi lắp cái loa vào ấy là nó ở cái thùng này, cái thể tích của cái thùng này là nó cộng hưởng nhá. Đây này, người ta làm cái vách ngăn lên đây. Khi chụp vào là nó thành cái vách ngăn bên đây như vậy này. Bên đây như vậy nhá. Đấy. Đây là cái màn hình hiển thị. Cái màn hình hiển thị này chỉ có lúc cắm điện vào thì nó mới sáng thôi nhá, còn không cho ăn điện thì nó không sáng. Đấy. Thế mà cái màn hình này thì chỉ có chạy phần đĩa CD ấy thì nó mới lên. Thế còn chạy radio với chạy băng cassette thì nó không lên nhá. Đây là nguyên bản thiết kế của nhà sản xuất. Tụ xoay zin. Đây cái chiếc đài này nó chạy có chức năng chạy đĩa CD nên là ở không lôi được cả cái phên này ra. Lôi được cả cái phên này ra nó mất công lắm nhá. Mất công lắm. Đây. Phên vỉ của nó sạch đẹp như thế này. Đấy. À. Không có sửa chữa gì cả nhá, không có sửa chữa gì cả. Đấy. Đây là cái bàn phím, đây cái bàn phím này, nó sáng như thế này. Cái bàn phím của cái bộ cơ. Đấy, nó sáng như thế này. Nó sáng như thế này. Đấy. Còn đây là cửa đĩa CD của nó đây. Cửa đĩa CD này. Đấy, ấn vào đây. Đấy là nó nảy lên. Đây, mắt laser đây. Mắt laser còn tốt lắm nhá. Mắt laser còn tốt lắm. Đĩa kém nó cũng vừa vào đây. Nhá, trừ cho kém quá thì không đọc được. Thế nhưng mà nói chung nôm na ngắn gọn lại là cái đài này không kén đĩa nhá, không kén đĩa. Đấy. Kể cả là đưa đĩa dòng muông luộc vào đây nó cũng sười. Đây. Ở đây nó có tí chạy trước này. Đấy. Anten đây. Anten đầu nhựa, anten zin. Anten zin này, đầu nhựa này. Đấy, anten zin. Anten zin. Chân anten đây. Đấy. Chân anten đây. Đấy. Đây là cái hộp pin, hộp pin. 1 2 3 4 5 6. 6 quả pin, 6 quả pin đại. 6 quả pin đại mà theo cách tính của người ở dưới xuôi thì mỗi một quả pin đại là hiệu điện thế là 1,5V. Thế mà 6 quả pin thì 9V nhá. Quả cũng được, một cục cũng được nhá. Muốn gọi nào gọi, nhưng mà cái này chạy nguồn điện một chiều là 9V, chạy pin là 9V. Này. Chỉ có mỗi một từ là sạch văn đẹp, thơm tho nhá. Đấy. Xong cả cái mặt dưới đây, mặt dưới đây. Mặt dưới đây. Đây. Ở đây nó còn có chữ Sony đây này, tem mác Sony đây này. Đây. Đấy, Sony có model là CFDV77S này. Đấy. Còn cái thằng cu này là chuyển điện 100V với 220V. Thì đang để ở chế độ 220V rồi nhá. Đấy, cái thằng cu ấy là 220 với lại 110 đấy. Đây nắp pin đây. Nắp pin đây. Sony đây. Đấy. Đấy. Cái này là cái mút. Thế là khi lắp pin vào, ốp cái này vào là nó chặt cái pin nhé, để tránh cái trường hợp gọi là mô ve tiếp xúc kém đấy nhá. Thôi đã mời các sư phụ cùng các huynh đệ nội soi chiếc đài Sony có model là CFD V77SC. Chiếc đài này hoạt động tốt tất cả các chức năng từ radio cho tới băng cassette cho tới phần đĩa CD. Và chiếc đài này rất chi là mới. Và chiếc đài này cái mức thóc cũng mềm mại và êm ái. Mình cung cấp với một mức thóc là 650.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển.
lại đến giờ quan họ nghỉ chúng em ra về. Xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci. Merci beaucoup.